Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Chiếc xe Ford Everest nó là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Và cái chính sách ở thời điểm cuối tháng 12 này của cái dòng xe Ford Everest thì cũng đang rất là tốt để cho anh em nào mà muốn sở hữu cái dòng Everest này thì thực sự là cái thời điểm mà anh em cân nhắc quyết đoán sớm. Vì thời điểm này là cái quyền linh động về giảm tiền mặt nó rất là sâu anh em ạ. Với 5 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản White Check này, phiên bản Titanium 2 cầu, phiên bản Titanium 1 cầu, phiên bản Sport và phiên bản Ambient. Thì thời điểm này cái chính sách giá bán nó như thế nào, cụ thể về tổng lăn bánh ra sao thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ để cho anh em nắm được. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Everest Ambient nhé. Bản này thì đang có mức giá là 1.099.000. Hiện tại thì bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 140 triệu anh em ạ. Giảm 140 triệu cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.113.000. Trả góp thì đang là 299 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.091.000. Trả góp thì đang là 277 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.073.000. Trả góp thì đang là 259 triệu. Hiện tại cái bản Ambient này thì anh em có thể ngay cái phiên bản màu trắng, màu đen. Còn các màu xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ. Và cái thời điểm này ký chờ thì đâu đó cũng chỉ vào khoảng một tuần là có xe về cho anh em thôi anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Everest Sport. Bản này thì đang có mức giá là 1.178.000. Cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này thì cũng vẫn được hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt 95 triệu thôi anh em. Cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Thực sự là thời điểm này cái chính sách về quyền linh động nó đang rất là sâu. Nên là anh em nào mà quyết đoán cân nhắc chốt cọc sớm thì được hưởng cái chính sách tốt nhất anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.247.000. Trả góp thì đang là 328 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.223.000. Trả góp thì đang là 304 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.205.000. Trả góp thì đang là 286 triệu. Hiện tại thì cái chính sách giá bán ở thời điểm này cũng đang rất là tốt rồi. Anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì có thể gọi ngay cho em. Vì là cũng chỉ còn có 2-3 ngày cuối tháng 12 là bên em đang xả kho chạy số thôi. Nên là thời điểm này mà anh em không cân nhắc quyết đoán chốt cọc sớm chính sách nó thay đổi thì rất là tiếc anh em ạ. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản thứ ba, đó là cái bản Titanium 4x2AT. Bản này là bản một cầu. Bản này đang có mức giá là 1.299.000. Hiện tại bên em thì đang hỗ trợ giảm 85 triệu tiền mặt và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Nhưng cái thời điểm này thì cái lượng xe để lấy ngay thì nó cũng đang rất là ít. Hiện tại thì cũng chẳng có xe nào để lấy ngay cả anh em ạ. Và anh em sẽ phải ký chờ thôi. Thời điểm này thực sự là để ký chờ. Và cái chính sách tốt thì anh em ký chờ cũng hoàn toàn là hợp lý, đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.387.000. Trả góp thì đang là 350 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1.361.000. Trả góp thì đang là 324 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1.343.000. Trả góp thì đang là 305 triệu. Đây là cái phiên bản Titanium 1 cầu. Và hiện tại không có xe để giao ngay. Và anh em chỉ phải ký chờ đâu đó vào 1 tuần đến 10 ngày là có xe để giao cho anh em thôi. Anh em không quá vội vàng thì hoàn toàn có thể được gọi điện cho em để em hỗ trợ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Everest Titanium 4x4AT, phiên bản 2 cầu. Bản này thì đang có giá là 1.468.000. Cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm cho anh em là 95 triệu. Và cái phiên bản 2 cầu của cái phiên bản Titanium này cũng không có xe để giao ngay anh em nhé.
Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 572 triệu, trả góp thì đang là 407 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 542 triệu, trả góp thì đang là 377 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 524 triệu, trả góp thì đang là 359 triệu. Đây là cái phiên bản Titanium 2 cầu. Và thời điểm này thì anh em cũng nên cân nhắc đặt cọc sớm để có cái chính sách tốt nhất ở thời điểm 3 ngày cuối tháng 12 anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 5. Đó là cái bản Forever Red White Check. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 499 triệu. Hiện tại thì cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này thì cũng đang rất là tốt. Giảm 100 triệu tiền mặt cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản nữa cơ. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 601 triệu, trả góp thì đang là 414 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 571 triệu, trả góp thì đang là 384 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 553 triệu, trả góp thì đang là 366 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Ford Everest ở thời điểm ngày 28 tháng 12 năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ anh em gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách nhanh nhất và sẽ là tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. And when the world is burning.